90% các ông hiện tại đang sử dụng đều mắc phải. Chính xác là nó do dung. Tại sao tôi nói dung bình thường các ông sử dụng ở nhà một lai dung nó kém chất lượng về cái chất dung, nó cực kỳ kém và nó đổi màu nhanh đúng không? Đó, thì đấy là một cái nguyên nhân mà dẫn đến tình trạng là nhanh cháy oxy. Thay vì tiết kiệm đâu đó khoảng 50 đến 60 nghìn thì chúng ta nên bỏ cái đấy ra để chúng ta có một chai dung tốt hơn, ngon hơn, cũng như là nó đền oxy hơn. Lỗi thứ ba cũng là cái lỗi cuối cùng của anh em khi mà anh em sử dụng oxy mà rất nhiều mắc phải là bình thường buổi sáng ra các ông thì ông là cũng đấy bấm môi ông mợi vào sử dụng đâu đấy khoảng độ là 7 giây 8 giây, thậm chí là 9 giây, mà bình thường như mình sử dụng ấy thì mình chỉ sử dụng đâu đó là khoảng độ từ 3 giây đến 4 giây là nó đã quá là ok là rồi. Nhờ cái việc mà các ông sử dụng cái oxy đâu đó khoảng độ 8 giây đến 9 giây ấy, thì cái dung nó không ngấm kịp vào cái oxy. Vậy nên là cái tình trạng mà cháy oxy thì nó diễn ra sẽ nhanh hơn bình thường.